Bà Xã Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay bà Xã Đức Huy khám phá ra một cái vườn xanh cổ rất giá trị. Anh ấy chơi mấy chục năm rồi và gần như quý vị yêu cây cả nước chưa một lần biết. Thì cái không gian vườn của anh ấy ngay trước mắt quý vị, với hàng trăm những tác phẩm cây xanh giáng long, những cây trực cổ xanh Nam Điền. Và đó là vườn cây của anh Khoa tại Ý Yên, Nam Định. Quý vị nhìn thấy dày đặc cây cảnh. Hôm nay bà Xã Đức Huy lần đầu tiên đến thăm anh, và cũng có lẽ là lần đầu tiên quý vị trên sóng bà Xã Đức Huy được chiêm ngưỡng cái vườn cây này. Anh ơi, em chào anh nhé. Dạ vâng. Chào anh Khoa. Anh chào bà Xã Đức Huy. Em chào anh này. Đây, và chào anh ấy chị. Đây. Đây là phu nhân của anh Khoa. Chị ơi, chị tên là gì nhỉ? Chị tên là Lam, vợ chị, của anh Khoa. Chị Lam hả? Vâng, vâng, vâng. Hai vợ chồng rất yêu cây quý vị nhá. Và có rất nhiều những cây xanh cổ. Những cây lớn, cây nhỏ, nhiều lắm quý vị ạ. Ở cái vườn cây này thì chắc phải đến 100, khoảng 100 cây đấy anh Khoa nhỉ? 100 cây. Nguyên vườn cây là 100, còn này nhà khoảng 30 cây. Và 30 cây. Chúng ta sẽ đi ngắm từng cây quý vị nhá. Những cây long cổ quý vị ơi. Hàng cốt trậu. Rất dài. Quý vị hãy chiêm ngưỡng. Những cây xanh giáng long cao khoảng 1m1 tính từ mặt chậu. Và anh ấy nhiều lắm, long trực nhiều lắm. Đây cũng là long cổ của bên này. Hàng cốt chậu. Anh ơi, những cây long này anh hình như là anh mới mua về sao hả? Dạ đúng ạ. Hàng đương này mới cũng lấy được mấy tháng này. Vâng. Chủ yếu là trực long nhiều nhỉ. Đây là những cây trực cổ quý vị ơi. Gia đình đam mê quá là cứ đi sưu tầm, cứ mua mất rồi. Già lắm rồi quý vị ạ. À đây là bộ ba. Giữa là cây long quý vị nhá. Giữa là cây long này. Hai bên là cây trực. Bà Xã Đức Huy đánh giá rất cao đấy. Rất nhiều những cái tác phẩm mà có cái độ già, độ tuổi khá cao. Đây cũng là cái cây trực anh ấy mới mua về nè quý vị nhỉ. Vàng óng hết rồi quý vị ạ. Những cái tác phẩm này thì có quý khán giả nào mà thích thì anh có giao lưu không? Dạ có. À thế hả? Thế và số điện thoại của anh là bao nhiêu anh? Dạ số điện thoại của tôi là 0983 464 692. Vâng ạ. Zalo cũng có chơi. Vâng vâng ạ. Nhiều cây lắm quý vị nha. Hôm nay bà Xã Đức Huy lần đầu tiên đến vườn anh. Cũng không nghĩ là anh có nhiều cây như vậy. Không nghĩ là đam mê đến vậy. Hai vợ chồng chơi cây suốt mấy chục năm. Gần như là không bán cây nào. Một cây xanh giáng long. Thân 1. Hoàn thiện rất lâu rồi anh nhỉ? Bóng tàn cây này thì cao 1m7, 1m8. Cây này cái cung rất đẹp quý vị nhé. Cây này anh nuôi thêm cái mầm thở ngang thân này. Nuôi mầm thở để cho nó lở thân một chút. Cây này của anh ấy thì là mịn tít rồi. Một cây xanh giáng long đẹp và hoàn thiện rất lâu rồi. Tiếp tục xanh giáng long quý vị này.
Và chúng ta đến một cây trực cổ nữa. Chị hàng ngày thì chị giúp gì cho anh với cái vườn cây này, anh chị có tạo tác được không chị, hay là chỉ chăm sóc? Chăm sóc của chị thì nhổ cỏ với lại chăm bón cho cây, tưới cây. Còn về tạo tác, tạo tác cắt tỉa thì chị có làm được không? Cắt tỉa là do anh hết. À, do anh thôi hả? Còn chị chỉ làm những cái phần phụ thêm mà thôi, phần chính là chỉ là anh ấy. Chỉ bón cây đúng không? Tưới cây. Và nhổ cỏ. Và chúng ta đến với một cây xanh giáng long ở xa xa trước màn hình quý vị. Bà Sa Đa Huy đánh giá rất cao cái tác phẩm đó. Tác phẩm này cao từ mặt chậu lên, bà Sa Đa Huy ước chừng cao khoảng độ 2 mét. Một cây long. Và cung thì cung long quý vị ạ, nhưng có lẽ là gọi là cây trực lắc thì đúng hơn. Một chút nữa thì bà Sa Đa Huy sẽ đến gần với cây. Một cây xanh trực lắc, bà Sa Đa Huy đánh giá cao ở cái vườn cây của anh Khoa. Rất nhiều những cây trực ấn tượng. Chuyên cây cổ. Chúng ta đến với cây trực lắc vừa rồi bà Sa Đa Huy giới thiệu. Cây này thì rất to nhưng cái góc chia sẻ thì lại hơi bị bất lợi một chút. Đây quý vị ơi, những cái rễ đã vè sống trâu hết rồi, thân đã méo hết rồi. Và chúng ta nhìn bông tàn. Cây này nếu ra cái không gian rộng thì cây này ngắm đã lắm quý vị ạ. Cao 2 mét quý vị nha. Các bông rất to, quả phúc cũng rất to. Toàn phải tầm hơn 1 mét thôi. Chị ơi, cái tác phẩm này của gia đình nhà chị em đánh giá rất là cao. Chắc cũng là cái cây tâm đắc của anh chị hả? Đúng rồi đấy, cây này là cây nhất vườn rồi đấy. À, cũng là cây nhất vườn. Thế này bà Sa Đa Huy đoán đúng. Vừa là cái cảm nhận của bà Sa Đa Huy. Và cũng đồng cái cảm nhận với anh chị chủ. Tất nhiên đồng hành với gia đình mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi chị? Chị có nhớ là khoảng mấy chục năm? 30 năm. À, sát 30 năm. Sát 30 năm, gần 30 năm đúng không? Còn đây nữa quý vị này. Cây này thì to lắm, cây xanh giáng long. Cây này thì sở hữu mấy chục năm rồi chị? Cây này cũng gần 30 năm quý vị nhé. Xanh giáng long này. Bên này cũng xanh giáng long quý vị ơi. Những cây long khủng. Quý vị nhìn thấy này, có cái tường bao lên là rất là khó để chia sẻ. Đấy như vậy. Bên này cũng là một cái tác phẩm xanh giáng long. Một đôi xanh giáng long khủng quý vị ạ. Anh ấy có một đôi. Dày đặc cây cảnh quý vị ạ. Những cây long này. Một cây song thụ này. Có lẽ là quý vị nào mà yêu thích thì quý vị tìm đến vườn ngắm trực tiếp thì sẽ được rõ và kỹ hơn. Còn nhiều lắm, hàng trăm cây quý vị ạ. Và có rất nhiều cây già.
Nhưng mà hiện nay thì anh ấy chưa sắp xếp và chưa bố cục lại vườn cho ngăn nắp. Nên là nhiều cây Passata Huy muốn quay rõ cho quý vị, nhưng cái mặt trời cũng bị che. Rất mong quý vị thông cảm cho điều đó. Đây là cái vườn cây anh chị chơi, có những cây chơi gần 30 năm rồi. Rất nhiều cây già cổ. Anh Khoa, cái vườn này thì anh có nhớ cây nào là gắn bó với anh lâu nhất không anh? Nếu mà nói là cái dãy đầu. À, dãy đầu là vâng, là cái là dãy đầu là cái dãy mà gần 30 năm ấy hả? Là cái dãy quý vị ở đây này, những cái cây mà vừa rồi có. Dãy đầu của dãy thứ hai là trước mua được khoảng 20 cây, hơn 20 cây để to nhỏ là thời đấy. Gần 30 năm này quý vị này, vừa rồi Passata Huy giới thiệu một quý vị này. Là những cây gần như gắn bó đầu tiên với anh. Rồi trước sân nhà khoảng 20 cây, hơn 20 cây là bắt đầu về mua đẫy một sân luôn. Hồi mua luôn kinh lắm. Mua cả là chậu cả cây luôn, lắp đầy luôn một sân, thuê xe thuê cẩu về thời bắt đầu đấy, mua luôn phát không có. Mua luôn là một sân cây luôn, đúng rồi. Để cả chậu đi sang máy Thái Bình mình lấy chậu cơ chứ không phải ở mình đâu, đam mê. Thế mà ngay lúc đó thì chị có sốc không chị, hay là hay chị ủng hộ ngay? Ủng hộ luôn. Tuyệt vời đấy. Nhưng chị chuẩn bị cái tâm lý sẵn rồi, vợ chồng đã yêu cây đam mê. Không đúng, và nếu vậy thì nông thôn mới có tồn tại được cái vườn như này. Vâng. Không có được, bởi vì nhiều chị thì khi mà anh chơi lâu rồi mới bắt đầu ngấm. Đúng rồi. Nhưng mà chị nhà mình thì đã chưa chơi tí nào. Đấy, chưa chơi đã yêu cây rồi đúng không? Nhà chưa chơi tí nào. Bạn bè rủ vào là bắt đầu thích là mua luôn và lắp đặt luôn mẹ cả một sân cho nó đầy đủ. Cây nào là để đấy. Nó trong chơi cái sân ở trong nhà trong đấy. Thế xong là khoảng 15 năm bắt đầu mình đi lại chuyển hết ra đây, đấy là làm tạp hóa. Thế còn trước chỉ có chơi trước ở sân khác hả? Nên vậy nếu vườn đây là vườn tặng chứ còn có phải là vườn từ cái này, trước đây đâu. Vườn này mà có không gian mà có cái vườn rộng to đẹp lắm. Vườn này thì anh ấy quy hoạch lại. Anh ấy chỉ quy hoạch lại sắp đặt lại thôi. Thì sẽ ngắm sẽ gần như khác hoàn toàn. Là vườn mới. Giờ nó hơi chật. Chứ nó không phải là vườn. Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhá. Không phải vườn cũ đâu, vườn cũ của mình đang là nó không có. Không chật lắm nhưng cho mình đánh có nhiều không. Là 500 mét đây ạ. Những cây anh đang tạo tác quý vị này. Nhiều lắm, ở phía này còn nhiều lắm quý vị ạ. Những cây anh ấy đang tạo tác cũng được khoảng 80% rồi. Passata Huy nhìn thấy một cây trực cổ. Cây này cột chậu khủng khiếp quý vị ạ. Chị ơi, cây này cũng là cái cây giá trị ở trong vườn này. Quý vị ơi, đây là cây trực cổ. Passata Huy tìm ra một cái cây trực cổ rất già trong vườn. Cây này thì cái form cây vừa phải. Form cây chiều cao thì cao khoảng 1,5 m đến 1,6 m. Khoảng 1,5 m quý vị ạ. Cây hoàn thiện rất lâu rồi. Hàng cốt chậu rất lâu năm rồi. Cây này thì về với mình lâu chưa hả chị Lam? Cây đấy ạ, khoảng mấy năm thôi ạ. Mới mấy năm về anh hả? Trời ơi, nhà họ là đã 30 năm rồi. Vâng, nhưng ở... Cây này họ đưa nói tiểu sử thì đấy, của mua thằng cháu nó đưa nói cây này khoảng hơn 60 năm đấy. Tiểu sử tử tế. Vâng, người vâng. Đi, như thằng kia nói là truyền đạt lại đúng người mua bán cây nhá, là ông này là đi 20 tuổi đi bộ đội, về là khoảng tầm 30 tuổi là đến nhà ông bạn ở Nam Điền, ông kỷ niệm cho hai cây xanh cổ mang về, hai cây xanh trực dáng trực này mang về. Thì ông đã năm ấy 80 tuổi ông chết, là ở nhà ông khoảng 50 năm. Vâng. Thằng cháu mua lại 14 năm ở nhà. Vâng. Là khoảng 64 năm đến sau đó em truyền đạt, còn tôi mua khoảng 4 năm nay. À. Đấy, riêng với cây này 4 đến 5 năm về đây.
Thế là của tuổi. Vì nó không còn cái gì nuôi nữa mà. Quý vị hình dung nước là nước không ngấm nữa, bây giờ là mưa nó nhiều chứ còn phải cho cái lọ kia kìa, cái lọ để. Quý vị hình dung là cây này thì cái lọ này là để. Theo như lời các anh ấy chia sẻ thì nước này để nó ngấm xuống đấy. Thì cái tuổi rất là cao. Không còn gì nữa, đất nó chai hết rồi, không còn cái gì mà vâng. Không ngấm được nước ấy. Đấy cái lọ đấy là cái lọ để nước để cho nó đổ vào đấy cho nó ngấm xuống. Nó không có. Thì không biết có đúng hay sai thì đấy là mua lại của thằng em con bà cô đấy mà. Vâng. Cũng xanh năm điền. Thì theo những lời mọi người chia sẻ và thực tế mình nhìn thấy thì cây này rất là già anh ạ. Vâng. Từ nhớ đến bé là cũng nằm cái chậu đấy cũng không vâng. Thay họ trả thay đất, cũng trả cho, cũng trả rổ thay gì cả. Có ngày xưa này. Ngày xưa cái chủ cũ phụ cho cái gạch cũ ngày xưa này. Ngày xưa. Ôi giời ơi. Két chậu này. Xí ngày xưa đấy. Két chặt vào chậu. Thay chậu cũng khó thôi. Thay chậu bây giờ thì đập chậu đúng rồi, giờ nó rút hết vào không trong rồi. Cái vành khùng của nó rồi chứ không phải vậy đâu. Đất là kính thưa quý vị, Bó Sáng Đá Huy hôm nay chia sẻ cho quý vị một cái thước phim cái vườn cây chính của anh Khoa. Anh chị rất là yêu cây và cái vườn cây này thì anh ấy nhiều cây lắm, nhưng cái lần sau có thể Bó Sáng Đá Huy trở lại thì sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thay đổi ở vườn. Anh em cảm ơn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị. Rất là ngưỡng mộ cái tình yêu cây của anh chị. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, Bó Sáng Đá Huy xin được cảm ơn quý vị và xin phép được dừng lời đây. Chào tạm biệt quý vị.